the knowledge of how to handle these stuff. Có cái mặt kia.
Mặt khá đẹp trai. Đưa táo lên coi, trời không muốn chơi chơi game, không chơi không chơi cọc kia rồi nữa. Đang hoài cái đó. Đi. Mới bán đó, con người ta hết luôn. Có không biết nghe lời. Con không có thì con nghe lời nghe chưa? Đó lên. Mẹ mất làm chuyện á, mẹ mày đi, chuyện mày đi đó, mày ham con đèn lắm á. Đi. Nghe lời. Đó, thấy không? Đẹp quá kìa. Mình không có đèn kia, không có đèn nó đứt mà. Wow, đẹp. Coi ngoài cực. Cực. Con nghe không? Làm cái gì? Cha ơi. Hả? Cha. Mẹ. Ơi. Mẹ. Mẹ ơi, thấy rồi. Đó, đó, đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Wow, đẹp không? Nhìn ngoài kìa. Con gì nè? Con ngựa này đó, thấy chưa? Ồ, ngựa, con ngựa. Con ngựa. Kéo một chiếc hai con ngựa đó. Con ngựa lớn nè. Coi nữa không? Nữa không chứ Cường? Nữa không? Nó coi nữa. Con vô nha. Đẹp không chứ đâu? Đẹp. Chị Cường muốn về nhà quỳ quá. Ba. Ồ. Đẹp. Đẹp. À, nè, nè. Đó. Ừ, sẽ nữa, biết hả? Wow, đẹp quá. Cái này
chị Cường coi đi. Đi chị Cường coi đèn. Coi đèn đẹp kìa. Đẹp không chị cơ? À, đẹp chị đâu? Sao vậy? Gì dữ vậy?
Thank you.
Trời ơi, cái áo này nè. Bao nhiêu à? Ở đây nó mang ngộ, cái quần thì rất dài, áo thì lại ngắn. Cái quần này nó mặc là không vừa, nhưng mà cái áo thì sẽ đâu được. Quần quá mệt rồi kìa, ai tiếp được đi cho mẹ, để mẹ. Trời ơi, đã quá, đã quá. Ê, cái gì vậy? Đây là nhà của mình lúc về đêm. Hôm nay là ngày 25 Noel. Còn đây là xe của ba Khang bị tai nạn nữa, đụng nát hết bên đầu. Nhưng mà cái máy không sao. Vài bữa nữa sẽ đẹp trai trở lại. Nè, ta phải làm ăn với trẻ. Nè,
Chụp mắt nó rồi kìa. Đi coi bây giờ con được nhiêu bao nhiêu tháng nè, 24 tháng. Ở đây cho ăn miếng nữa đây. 29 tháng rồi nè, chứ không nha. Cho mấy nhân hả? Đâu kìa, dễ thì ông lên bên trên ghê quá. Không có cái đó bao dạ kính thưa quý vị, nguyên một bộ đồ à,
của Bảy Trinh tặng đó, bộ đồ này có bộ em mà nghe. À, cái bộ đồ này mua Quốc Viu nào vậy? Má phải giặt thấy ba lần cho nó, nhưng mà nó không dễ mặc hơn.